Ủi để trời, trời đi đâu vậy bà già? Mới đi đổ xăng gì? Ôi công nhận, bởi vì người ta có tiền khác, tối ngày đi đổ xăng hoài luôn. Vậy chứ không đổ xăng rồi nó hết xăng sao chạy trời. Bởi vậy không có giống như xe bổn cung vậy hết trơn, bổn cung 3 năm đổ xe một lần. Đổ xe là xe đạp hả? Ừ, đâu có cần mà chạy đổ xăng đâu. Từ chưa về làm gì vậy? Đó, đang chuẩn bị đồ. Ừ, mọi người bận quá ha. Bận rộn chứ đâu ai rảnh rỗi như mấy người đâu. Bữa gì? Ôi anh Thức, sao cái nắp xăng của em á anh Thức? Em đổ xăng mỗi lần em vặn ra sao nó cứng quá ta? Không biết nó bị cái gì nữa. Thường thường là những cái nắp bình xăng mà nó mà xài xe, thứ nhất mình xài thời gian là chuyên gia cái nắp nó bị cứng. Dặn trời, em nhờ kêu người ta dặn giùm luôn á mới ra. Bởi vì á, mình làm cái gì á là mình phải có cái thế. Anh có một cái thế nè, là bảo đảm em nắp bình xăng nào cho cứng, coi nào cứng em dặn một phát ra. Không biết luôn á, em dặn hoài mà nó không ra, nó cứng nhắc hả? Bây giờ em kêu con Vịt đi ra đi, để em dẫn xe lại em chỉ ra một cái mẹo nè. Mà mốt á, mà lỡ mà xe mình đi á, mà có vô tình mà cái nắp bình xăng bị cứng phải không? Đó, đây. Ồ, cứng thiệt. Nó cứng lắm luôn á. Cứng thiệt luôn á. Đây, vô tình mà cái nắp bình xăng mình nó cứng á, là do nó chai cái miếng này nè. Chai miếng nào? Nó chai miếng này nè. Đó. Thường thường có miếng này là đặng đó chặn được cho xăng nó chảy ra. Vậy gỡ ra bỏ đi. Tào lao nữa, gỡ ra bỏ cái nó ọc xăng ra ngoài hết trơn. Nhưng mà anh sẽ chỉ ra một cái thế là dặn rất là đơn giản luôn. Đó, em lên chảnh em lấy cái khăn này. Có cái khăn. Cái khăn hả? Ừ. Nè. Bất cứ mốt mà dặn một cái gì á mà dặn không được á, lấy cái khăn chùm lên dặn cái phao ra. Thử chùm lên đây. Một lớp là được bà chị. Một lớp một được rồi. Một lớp thôi nha. Ừ. Chùm lên dặn ra. Ê, nhẹ hơn nè. Nhẹ xịu thấy không? Đúng rồi. Bất kỳ cứ nắp xăng nào cũng vậy chân, có yêu cầu có cái khăn để vô dặn là xong. Vậy là phải để cái khăn trong đây hả? Nhiều khi quên thì sao? Nó quên á thì mình bây giờ mình có một cái cách mà để sửa. Sửa lại là mai mốt mình là không cần, không có sợ bây giờ dặn cứng coi nào cứng phải không? Đúng rồi. Anh sửa lại một cái là em lấy tay, hai ngón tay em dặn nhẹ cái là ra liền. Đâu sẵn sửa giùm em á, trời khó không chết luôn. Bởi vì á mai mốt á là nhà ai mà có là cái chiếc xe mà thứ nhất là bị cái nắp bình xăng mà nó dặn bị cứng nè, một là mình có thể là dặn bằng khăn để dặn cho ra một lần thôi. Rồi là dùng cái cách của mình để chỉ cho cả nhà sửa một lần xài suốt đời luôn không bị. Chiếc xe mẹ em cũng bị nữa. Thứ nhất á là mình có thể là sử dụng là dầu ăn nè. Dầu ăn. Thứ hai là có thể sử dụng nhớt. Còn thứ ba là sử dụng dầu máy may. Thì ở đây anh có dầu ăn này để anh đem ra anh làm cho một cái là bao chiếc xe luôn. Tất cả dòng xe để anh làm một cái là được hết luôn. Sao vậy Liên Ngôn? Trời ơi nó cứng luôn anh Thức ơi. Cứng nhắc luôn hả? Đúng rồi. Đó, bây giờ em á là chỉ cần làm mình ở đây là mình sử dụng dầu ăn nha. Thì ai có nhớt cũng được, ai có dầu máy may cũng được, hoặc là ai sử dụng dầu dừa cũng được. Yêu cầu là có những cái chất mà bôi trơn. Đó, nhưng mà bôi trơn rồi là nó sẽ không bị khô. Tại dầu này nó không có khô, còn xăng nữa khô. Bây giờ em lấy khăn em chụm dặn ra. Chỉ cho cách sửa. Dặn ra phải không? Tại vì có cái khăn lên á là cái khăn mình nó bám vô cái găng này nè. Đúng rồi, dễ. Đó, thì rất là dễ. Bây giờ em cầm cái chai dầu ăn giùm anh này. Anh sẽ gót ra cái nắp một miếng thôi. Rồi. Ok, cầm cái nắp này. Mình á thì mình sẽ là gỡ cái gòn này ra nè cả nhà. Đây bên trong có cái gòn nha. Thì mình lấy dầu ăn á mình tha. Đó, cái gòn mình á là xài lâu ngày á là nó bị chai rồi, thứ hai á là nó bị khô lại nên nó rít. Đó, mình chỉ sử dụng dầu ăn mình tha lên. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để vô lại y gan chiều nãy. Rồi bây giờ Liên Ngô dặn vô thử này. Đó, dặn ra thử này. Đó, dặn vô. Dặn vô rồi. Cho ngay khớp. Chưa ngay. Đúng rồi, chưa có ngay. Rồi. Đó, dặn vô rồi. Đó, rồi dặn ra. Thấy nhẹ lại nè. Đó, đúng không? Chỉ hai ngón tay thôi là dặn vô dặn ra nhẹ xìu luôn. Nó, đây. Đây, mình dặn vô nè. Dặn ra nè thấy không? Nè, nhẹ xìu lại luôn nè thấy không? Tất cả xe nào bên đây để anh làm mấy chiếc xe bên đây luôn. Nhiều chiếc xe là cái nắp bình xăng á là nó không phải vậy nha. Vậy ha. Mình còn phải sửa làm lại. Im mày. Em thấy rồi, ok. Đây. Đây như là dạng như chiếc xe này nè cả nhà. Đây cái nắp bình xăng này em cầm thử rồi, dặn thử rồi. Cũng rất là cứng phải không? Nó hơi bị cái lỗ này khác nữa. Thì ở đây á là trên đây á là mình á là nó bị chai nè. Đây nó bị chai cứng nè. Thì em bây giờ em lấy cái chìa phá rồi. Rồi đây, cái chìa phá. Đây, mình á là nếu mà có cái nắp gì mình sử dụng cái chìa phá của nó luôn. Đây mình nắm mình khửi lên nè. Đó, mình khửi cho nó qua hai cái này nè. Đây, đó, mình khửi lên mình gỡ nó ra. Mình lấy vào mình tha vô. Đó, tha hai bề. Đây, tha hai bề như nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn lại thôi. Gỡ ra bề nào mình gắn lại bề đó. Đó, rồi, ok. Đó, bây giờ mình dặn nè. Thử dặn ra, dặn vô, thử đi không? Thấy không? Nhẹ sững lại thấy không? Đó, đây là một cái mẹo mà để dành nó là mình sửa cái nắp bình xăng, là vô tình mà cái bình xăng mà xài lâu ngày nó bị sét á, nó bị khít lại á, thì mình sử dụng dầu ăn nè, mình thay vô. Mình á là phải làm xong á, mình lấy cái khăn nè, mình lau cái ở trên này lại nè, để thôi cái dầu nó dính nó rất là trơn. Đó, đây, nhẹ xìu luôn ha, đây chỉ hai ngón tay nè, đó, rất là nhẹ luôn. Đó, mình xay dài quận nè, tại vì dầu ăn nó sẽ tiếp xúc với cái nắp bình xăng, với cái nắp ở dưới nó là sẽ bôi trơn, nên nó rất là dễ ra. Dễ ra thiệt. Thấy hiệu quả không Liên không? Hiệu quả. Ừ. Đây còn chiếc nữa nè, để làm luôn. Trời ơi. Như nãy rớt cái chìa khóa mình bển hay gì á. Đúng rồi, anh đây, rớt bên đây. Thường là mấy cái nắp bình xăng á, mình mở ra như nè. Đây, rất là khó, rất là cứng luôn. Đây cả nhà thấy không? Nè nó bị sét đây nè. Đúng rồi. Đó, nó sét nè, nó rất là khó ra. Thì bởi vậy mình mới lấy chìa khóa mình khử cái miếng này ra nè. Đó, rồi mình nói là sẽ tha cái dầu ăn lên. Đây là bên đây có cái chìa khóa nè. Cái này được không? Ok. Cộng dây chì gì cũng được nè, mình cứ gỡ ra nè, nhớ nha. Mình gỡ nè, mình gỡ chiều nào mình nhớ nha. Đây nè, ở trên nè. Đây, xài lâu ngày á là nó sẽ bị đây. Nó sẽ bị gít lại. Mình chỉ thấm miếng dầu ăn nên mình tha. Tha vòng trong. Đó, cái này tha vòng ngoài. Đó, rồi xong, mình đưa vô mình gắn lại. Cho ngay chiều cũ nó. Cái này nó rất là dễ gắn thôi, nắp bình xăng nào cũng vậy hết trơn. Rồi đó, mình đưa lên, mình dặn. Đây. Dặn thử lên không? Nghe xìu luôn á. Thì cái này em biết rồi. Thấy không? Cả nhà mình thấy cái mẹo mình có hay có ích á thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là nắp bình xăng ai ở nhà đang bị tình trạng này á thì làm theo cách của mình, bảo đảm 100% xài hoài xài quỷ luôn nó không bị. Đúng ngay khớp nè.